Và buổi tối ngày hôm nay là một cái chủ đề rất là quan trọng trong các buổi ạ. Đó là thấu hiểu khách hàng, đúng không ạ? Khi chúng ta thấu hiểu được khách hàng thì chúng ta sẽ gì ạ? Trong trận trong thắng, đúng không ạ? Đó, thì cháu xin phép được xem màn hình và cả nhà mình ghi lại nhé. Vâng. Rồi. Và đây là buổi số 5, buổi số 4 là cơ thao tác máy. Thì để thu gom thời gian về thao tác máy thì cháu đã chia sẻ rồi. Cho nên là cháu sẽ gửi cho bác và các chị á. Cháu sẽ gửi cho bác và các chị cái video để chúng ta sẽ chủ động chúng ta học lại, bởi vì cái thao tác máy đó chúng ta phải học trọn đời, được không ạ? Đó, vậy thì buổi ngày hôm nay đó chính là buổi gì ạ? Thấu hiểu khách hàng. Khi chúng ta thấu hiểu mình rồi, buổi 1 đó là buổi 2 đó là thấu hiểu mình, đúng không ạ? Buổi này thì là buổi thấu hiểu khách hàng. Bởi vì chúng ta biết được rằng là khi chúng ta thấu hiểu khách hàng, khi chúng ta hiểu một người khác thì chúng ta càng hiểu người đối diện bao nhiêu thì trong trận trăm thắng, đúng không ạ? Đó. Vậy thì công thức để tự do tài chính trong ngành kinh doanh theo mạng này chỉ có 4 bước ạ. Đúng không ạ? 4 bước để chúng ta đạt được tới tự do tài chính trong kinh doanh theo mạng, được không ạ? Nhất đó là chúng ta gì ạ? Tuyển dụng. Vậy thì trong quá trình đầu tiên khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm sản phẩm thì chúng ta bắt đầu cảm nhận trong 1 2 3 ngày, cháu nói luôn này, khi enzyme đưa vào cơ thể của mình không có vấn đề gì đã là ngon rồi, đúng không ạ? Đấy, bởi vì được chiết xuất toàn bộ từ trái cây và rau củ quả cho nên là cực kỳ lành tính. Đúng chú ý, đúng không bác và chị? Đó, thì khi chúng ta vừa sử dụng enzyme, thế là chúng ta vừa chia sẻ này, thì chúng ta đang nằm ở trong khâu tuyển dụng, đúng không ạ? Khi mà chúng ta tuyển dụng có người rồi, ví dụ ngày hôm nay bác và các chị bắt đầu đón nhận dự án, đúng không ạ? Thì đến bước 2 đó là bước đào tạo về chuyên môn và nội quy. Năm bước này là bước vỡ lòng, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta sẽ biết được là chúng ta vào đây, chúng ta trực thuộc hệ thống nào, nhóm nào, cần làm gì, khách hàng ra sao, đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ được cháu đào tạo cho trong 5 buổi này. Và có một buổi về thao tác máy thì sẽ được gửi video, đúng không ạ? Đó, và khi chúng ta đào tạo cho người mới rồi, họ dùng tốt rồi, họ biết cách tuyển dụng rồi và chúng ta hướng dẫn cho họ mọi thứ cơ bản rồi thì bắt đầu đến bước 3, đó là chúng ta chăm sóc và tiếp tục theo sát đến khi trưởng thành. Có nghĩa là sau những cái bước này thì bắt đầu bác Trọng cùng với các chị chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra lời mời, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra lời mời thì luôn luôn có cháu Hana đứng ở phía sau này để hỗ trợ bác cùng với các chị, được không ạ? Cho đến khi chúng ta tự mình làm được, đúng không ạ? Đó. Và cái bước số 4, khi mọi người tự mình làm được rồi thì chúng ta bắt đầu có một cái lộ trình để phát triển thủ lĩnh, để trở thành một thủ lĩnh, để đứng đào tạo trên sân khấu lớn và để chúng ta có thể tự mình đi thị trường được, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì trong công việc chúng ta có 4 bước này để chúng ta đạt được tự do tài chính. Cho nên bác và các chị ghi lại nhé. Ok, tiếp theo. Ok không ạ? Đấy, 4 bước này đơn giản không ạ? Rất dễ làm. Tuyển dụng xong thì chúng ta hướng dẫn và đào tạo cho họ. Bây giờ chúng ta chưa biết cái hướng dẫn đào tạo thì chúng ta sẽ được người upline của mình hỗ trợ là cháu, đúng không ạ? Bước thứ ba, khi mà hướng dẫn đào tạo cơ bản rồi thì khi họ bắt đầu dùng sản phẩm, khi họ bắt đầu chia sẻ khách hàng thì luôn luôn bám sát và hỗ trợ, đúng không ạ? Và bước số 4, khi họ tự làm được rồi, họ lên diamond được rồi thì chúng ta cùng đồng hành với họ để họ trở thành thủ lĩnh thực sự, đúng không ạ? Để chúng ta đạt được tự do. Đó. Và cháu Hana rất là tâm đắc ở cái câu chuyện này ạ. Bác Trọng đã nghe về câu chuyện câu cá chưa ạ? Chị Trang nghe chưa chị Trang? Chị Chưa Trang. cô. Vâng. À, cái câu chuyện này nó là một cái bài học cực kỳ sâu sắc và nó liên quan đến cái công việc của mình ạ. À. Đó, cái câu chuyện câu cá đó nghĩa là có một người tiều phu và có một người nông dân và ông là một người câu cá rất là giỏi, đúng không ạ? Cứ mỗi một ngày á, ông cứ bắt cần câu ra một cái bờ hồ, đúng không ạ? Nhưng mà cái hồ đấy thì có rất là nhiều người câu, nhưng mà những người kia thì không câu được con nào cả, nhưng mà duy nhất có một mình ông thôi. Ngày nào cũng vậy, ông câu được 10 con, cứ đủ 10 con là ông sẽ giỏ ông về, đúng không ạ? Và ngày nào cũng thế, ngày nào cũng thế, đúng không ạ? Nhưng mà đến một ngày thì ông chợt nhận ra một điều ạ. Như thế nào ạ? Nếu như mình cứ câu hoài như này, mình có câu thì mới có cá ăn, và mình không câu thì không có cá ăn. Vậy thì nếu một ngày nào đó mình bị bệnh, mình bị ốm, mình bị bận cái gì đó, mình không đi câu được, vậy thì làm gì có cá để ăn? Và ông nghĩ là một cái kế hoạch, đó, một cái chiến lược. Đó là gì ạ? Mỗi một ngày, ông ấy nghĩ là một cái chiến lược là mỗi một ngày ông sẽ dạy cho một người biết câu, những người trong hồ cá đấy, đúng không ạ? Đó. Và ông ấy không lấy tiền phí, và ông ấy chỉ có một cái cam kết với họ thôi là gì ạ? Nếu như tôi dạy cho anh biết câu
Một ngày anh chỉ cần trả tiền công cho tôi một con là được, đúng không ạ? Không cần trả tiền công cho tôi, mà cứ từ nay về sau, cứ mỗi một ngày anh đi câu, anh trả cho tôi tiền công là một con, đúng không ạ? Đó. Và cái kế hoạch của ông là một ngày ông câu 10 con, đúng không ạ? Thì kế hoạch của ông trong 10 ngày ông dạy 10 người biết câu cá, đúng không ạ? Thì cứ mỗi một người ngày sau không biết là câu bao nhiêu con, 5 con, 7 con hay 50 con, thì cứ trả tiền công cho ông một con. Đến ngày thứ 11 thì chuyện gì diễn ra? Ngày thứ 11 ông không cần đi câu mà ông vẫn có 10 con cá, đúng không ạ? Vậy thì câu chuyện này muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì ạ? Thông điệp đó là gì? Đào tạo người kế thừa, đúng không ạ? Và họ có cá ăn, giống như là ở trong enzyme này. Nếu như cô bác và các chị chúng ta xác định làm enzyme này, một năm đầu tiên cho mình trải nghiệm, cho mình chia sẻ, cho mình học hỏi, đúng không ạ? Và chúng ta chia sẻ ra. Một trong một năm thì chắc chắn là chúng ta sẽ có rất nhiều người đón nhận enzyme là người sử dụng, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cứ xác định là cứ 6 tháng thì chúng ta sẽ có một thủ lĩnh làm việc, được không ạ? Đấy, còn người đón nhận thì rất là nhiều ạ, người sử dụng rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì cứ một năm chúng ta đào tạo ra một thủ lĩnh, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta chỉ cần 2 người cho đến 6 người thôi, được không ạ? Vậy thì sau 5 năm chúng ta có 5 đến 6 thủ lĩnh thì chúng ta tự do về tài chính, đúng không ạ? Tự do lớn luôn ạ. Còn có những cô chú và các anh chị, mục tiêu của mọi người thì chỉ cần thu nhập 20 triệu đã là thụ động rồi, mọi người đã hài lòng rồi. Thì cái công việc ở đây thu nhập bao nhiêu thì nó dựa vào cái nhiệt kế tài chính của mỗi người, đúng không ạ? Nhiệt kế tài chính của chúng ta mong muốn được bao nhiêu mà thôi, được không cô chú anh chị? Đó. Vậy thì có những người mong muốn vào đây là thu nhập của bác Trọng ấy, thì thôi bác thì lớn lớn tuổi rồi, bác ăn chả nhiều, đúng không ạ? Con cái thì trưởng thành hết, thu nhập của bác chỉ cần sau 3 năm thì bác có 30 triệu đây là được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà với cháu chị Trang hay là chị Thủy, đúng không ạ? Chúng cháu lại có cái hoài bão lớn hơn. Chúng cháu cần 5 năm sau thu nhập của chúng cháu là phải thụ động là 100 đến 200 triệu cơ, đúng không ạ? Vậy thì thu nhập của chúng ta bao nhiêu cũng được, tập đoàn sẽ không thiếu tiền, được không ạ? Quan trọng chúng ta giúp đỡ được cho bao nhiêu người mà thôi. Bởi vì công việc này, thu nhập này của chúng ta đến từ cái việc mà chúng ta giúp đỡ cho người khác, đúng không ạ? Khi chúng ta giúp đỡ cho một người, họ có sức khỏe tốt, họ có tài chính tốt, thì đồng nghĩa với cái việc chúng ta cũng có thu nhập. Đó. Vậy thì chúng ta càng giúp đỡ được nhiều người có sức khỏe tốt, càng giúp đỡ được nhiều người biết đến môi trường này, họ có làm, họ có tài chính tốt, thì đồng nghĩa với cái việc chúng ta sẽ có tài chính tốt, đúng không ạ? Đó. Và công việc của chúng ta là gì tiếp theo ạ? Chúng ta xây dựng hệ thống người tiêu dùng và phân phối sản phẩm enzyme. Và cháu Hana nhắc lại ba công việc chính trong bài 1, đó là chúng ta có ba việc: tuyển, dạy và giữ, đúng không ạ? Ba việc này thôi, không cần làm việc thứ tư, đúng không ạ? Chúng ta tuyển người vào rồi, chúng ta phải biết dạy cho họ cách làm việc. Dạy họ cách làm việc xong rồi thì có giữ họ. Và trong hệ thống của chúng ta đã có những cái chuỗi sự kiện đào tạo để có thể là gì ạ? Để có thể là chúng ta có thể roi người vào, có mặt và tham gia là được, đúng không? Đúng không ạ? Đó. Và tất cả các công việc này của chúng ta đều liên quan đến con người ạ. Nên nếu không hiểu con người thì chúng ta sẽ không thể làm công việc này một cách thực sự được, đúng không ạ? Đó là tiêu đề buổi ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là thấu hiểu khách hàng, đúng không chú ý chị? Đó. Vậy thì cái việc của chúng ta cần nhất đó chính là thấu hiểu con người để chúng ta làm việc với con người, được không ạ? Rồi. Và đây là quy trình tuyển dụng với khách hàng. Cô chú chị nhé, đây là quy trình tuyển dụng. Đầu tiên là chúng ta phải lập danh sách khách hàng, đúng không ạ? Đó. Và sau đó chúng ta hãy sẽ học lời mời. Thì chúng ta sẽ mời họ đến buổi online, buổi offline để tìm hiểu, được không ạ? Đó. Và khi buổi online và offline họ tìm hiểu rồi, họ cảm nhận tốt rồi, được không ạ? Đó. Thì chúng ta sẽ gặp lại họ một buổi tiếp theo. Đó chính là vừa chia sẻ cơ chế, vừa giải đáp những cái thắc mắc của họ, được không ạ? Và khi cái buổi này mà khách hàng ra quyết định yes thì chúng ta ký hợp đồng, lấy thông tin và mua hàng cho họ, được không ạ? Và sau khi mua hàng xong rồi thì chúng ta sẽ gì ạ? Có một cái lộ trình đào tạo như ngày hôm nay cháu Hana đang đào tạo cho cả nhà, đúng không ạ?
chúng ta sẽ có lộ trình đào tạo cho họ, thì đó là kết thúc một quy trình thuận lợi khi chúng ta tiếp cận một người mới, đúng không ạ? Nhưng có những người mà sau khi cái buổi chia sẻ cơ chế và trả lời tất cả các câu hỏi thắc mắc mà họ không đồng ý, thì chúng ta không bỏ rơi họ, không gì ạ, không cắt liên lạc với họ, đúng không ạ? Mà chúng ta hãy giữ mối liên hệ, đưa vào cái chỗ chờ này, được không ạ? Đấy, chúng ta giữ mối liên hệ với họ, cho họ thêm thời gian, và sau đó chúng ta 3 tháng sau chúng ta lại tiếp tục đưa ra lời mời với họ nữa, đúng không ạ? Thì cái điều này chúng ta sẽ hiểu quy trình đó, đúng không ạ? Đầu tiên là các khách hàng này tìm hiểu này, xong bắt đầu là đưa vào chia sẻ cơ chế này, và chúng ta giải đáp thắc mắc này, và họ đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng và mua hàng giúp họ và đưa họ vào lộ trình đào tạo, đúng không ạ? Còn nếu như về phần mà chia sẻ cơ chế và giải đáp thắc mắc họ chưa đồng ý thì chúng ta giữ mối liên hệ và chờ một thời gian thì chúng ta tiếp tục đưa vào các quy trình để cho họ tìm hiểu, được không ạ? Đó. Và một số cái phương pháp để chăm sóc đó là gì ạ? Thứ nhất là chúng ta lắng nghe. Thứ hai là chúng ta cung cấp tài liệu. Thứ ba là chúng ta trả lời các câu hỏi khi khách hàng thắc mắc. Thứ tư là chúng ta hoàn thiện bản thân mỗi ngày bằng cách học hỏi có mặt trong Zoom, được không ạ? Và thứ năm là chúng ta hãy mời họ gặp và làm việc với upline của mình, đúng không ạ? Bởi vì một mình nói chuyện với họ rất là mệt, đúng không ạ? Chúng ta tận dụng ba người, hai upline của mình nữa thì họ sẽ giúp cho mình là như nào ạ? Họ nói cho mình, đúng không ạ? Mình đỡ mệt hơn, đúng không chị? Đó. Và cái thứ sáu là mỗi một lần có sự kiện ego game, là sự kiện giữ người, thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy gửi cho họ, mời họ đến, đưa thông tin để cho họ đóng tiền có mặt tham gia vào ego game, đúng không ạ? Đó. Và tài liệu của các công việc kinh doanh theo mạng thì hôm bữa trước cháu đã gửi rồi, đúng không ạ? Đó. Ngoài ra thì các cuốn sách liên quan đến kinh doanh theo mạng đó là gì ạ? Doanh nghiệp thế kỷ 21 này, hỏi đáp trong kinh doanh theo mạng, cơ hội lớn nhất cho cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người này, hay là gì ạ? Các cái sản phẩm thì bữa trước thì những cái cuốn kia nó cần hơn thì cháu đã gửi rồi nhé. Ok, hiểu người là gì ạ? Tiếp theo, may mắn nhất là tất cả chúng ta đều là người sử dụng trước khi là người làm việc, đúng không ạ? Có phải là ai cũng order về, chúng ta dùng, chúng ta trải nghiệm, chúng ta cảm nhận được sản phẩm tốt thì sau đó chúng ta mới gì ạ? Chia sẻ, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì cô chú và các chị thân mến, ở trong phòng Zoom này rất là may mắn cô chú và các anh chị là những người mà nghe đến dự án Enzyme, tìm hiểu một hai buổi, sau đó chúng ta đón nhận luôn, đúng không ạ? Đấy. Vậy khi chúng ta đón nhận dễ như thế này thì chúng ta hãy nhìn lại xem là tại sao dự án này mình tin vào người chia sẻ, hay là mình có cảm nhận và sản phẩm tốt mà mình đón nhận nhanh như vậy, đúng không ạ? Đấy, chúng ta hãy nhớ lại cái giây phút mà chúng ta đón nhận dự án này như thế nào, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chị Trang cho em hỏi là cái lý do vì sao mà chị Trang lựa chọn dự án này, chị Trang ha? Trang đâu rồi? Tắt camera đi đâu mất rồi? Là em muốn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập và có sức khỏe cho gia đình nè. Vâng, vừa chị là muốn có một cái kinh doanh để có sức khỏe tốt, đúng không ạ? Có một cái nguồn thu nhập, đúng không ạ? Đúng rồi, mình muốn có Vậy thì nguồn thu nhập thụ động. bài tập ngày hôm qua thì chị Trang đã làm bài chưa? Thì, dùng một tờ giấy A4 mà chia ra làm hai cột, nhưng mà chưa chưa có chưa có cái gì của khách hàng lấy đâu ghi. Ở đây người ta đang ăn tất niên, người ta đốt pháo bông. À đúng rồi, bên nhà em mấy ngày nay họ đút pháo bông biết à. Vâng. À, ngày hôm qua thì chúng ta không phải là chúng ta phải dựa vào khách hàng để chúng ta làm bài tập đâu ạ. Mà là gì ạ? Hôm qua không phải là dựa vào khách hàng để chúng ta làm bài tập. Mà chúng ta đã xác định chúng ta ở đâu trong cái gì ạ? Cái sơ đồ này. Chúng ta ở đâu trong cái nhóm kinh doanh theo mạng này. Vậy thì chúng ta mong muốn chúng ta có thu nhập bao nhiêu tiền ở đây? Khi chúng ta mong muốn có thu nhập bao nhiêu tiền ở đây theo từng tháng một đấy ạ, thì chúng ta sẽ phải trả lời cái câu hỏi là gì ạ? Chúng ta trả lời cái câu hỏi là chúng ta sẽ dành bao nhiêu thời gian để chúng ta học hỏi ở đây, chúng ta dành bao nhiêu thời gian để chúng ta chia sẻ với khách hàng ở đây mỗi ngày, và chúng ta đã xác định chúng ta làm trong thời gian bao lâu, đưa công thức 3B ra đấy ạ, bao nhiêu thời gian một ngày, đúng không ạ, và làm trong bao lâu, đúng không ạ, và chúng ta sẽ làm như thế nào, đúng không ạ? Hãy đưa công thức 3B ra chị nhé.
Và cái bài tập này là cho riêng mình chứ không phải cho khách hàng, đúng không ạ? Rồi cháu xin mời bác Trọng. Lý do tại sao bác Trọng lại lựa chọn dự án này ạ? Bác ấy, nói đúng ra thì cái dự án này được ký giới thiệu. Thế thì bác thì nói chung là từ trước giờ bác cũng chẳng biết kinh doanh gì đâu, thế mà thì bảo bác cứ vào đây là con cùng đồng hành với bác. Thứ nhất là trải nghiệm sức khỏe, bác muốn trải nghiệm sức khỏe của mình. Sau đó thì gọi là nếu mà tốt ra mà biết làm khéo thì cũng có thêm một phần thu nhập để chi tiêu cho gia đình ạ. Hả? Vâng. Vậy là bác sẽ lựa chọn cái dự án này, thứ nhất là về sức khỏe đúng không ạ? Thứ hai Đúng rồi. là khi dùng tốt rồi lan tỏa thì có thêm nguồn thu nhập nữa đúng không bác? Rồi. Vâng. Vậy thì cho cháu hỏi này, nếu như mà bình thường với công việc của bác và với cuộc sống hiện tại thì bác Trọng đã cảm thấy thực sự hài lòng chưa bác? À, nếu chung là nếu mà hiện tại bây giờ thì mình cũng đã gọi là tương đối là gọi là hài lòng với cuộc sống của mình. Tại vì thực ra mà nói là mình thì không được may mắn như mọi người. Thế là, Vâng ạ. nó sức khỏe thì nói chung là bây giờ hiện tại là gọi là tạm ổn. Thế nhưng mà về cái việc mà đi lại thì bác nói thật, bác chẳng nói dối thì bác bị bại liệt từ bé Vâng ạ. rồi, cho nên là mình đã phấn đấu đến mức độ này thì nói chung là mình cũng phải hài lòng với cuộc sống. Dạ vâng ạ. Đó là Thế một còn điều rất bây giờ là thì hài lòng các rồi, bạn. Vâng. còn bây giờ mình muốn gọi là có tăng thêm thu nhập, thứ nhất là sức khỏe tốt mà tăng thêm thu nhập nữa thì là càng tốt. Vâng. Có thêm một nguồn thu nhập nữa thì chúng ta sẽ có cơ hội ạ. Chúng ta sẽ có cơ hội để giúp đỡ được người khác hơn đúng không ạ? Trước nhất là giúp cho mình và thứ hai nữa là giúp cho người khác nếu mà còn có thể. Đúng không ạ? Và bây giờ ví dụ như bác chia sẻ cái giá trị sản phẩm enzyme, đây là cũng cách là bác giúp cho người khác bằng thông tin đấy ạ. Rồi. Chúng ta sẽ có nhiều cách giúp cho cộng đồng. Thứ nhất là chúng ta giúp bằng trí tuệ, là bằng những cái thông tin, những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái gì ạ? Những cái dữ liệu mà mình có, được không ạ? Hay là như bác thì bác giúp cho người đó bằng cách là bác chữa bệnh cho mọi người bằng phương pháp diện chẩn về sức khỏe, đúng không ạ? Hay là có những người giàu có thì họ sẽ giúp cho cuộc đời bằng cách là gì ạ? Họ sẽ gì? Họ sẽ cho tiền, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có rất nhiều cách cho khác nhau và chúng ta hãy cho theo cái ạ, theo các khả năng của mình, được không ạ? Và cháu tin rằng là khi lần này bác cũng rất là may mắn, hồi đầu 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 đầu, đầu chương trình cháu có nói ạ, bác rất là may mắn, bác mua 12 hộp thì được 13 hộp, đúng không ạ? Đó, và cháu chúc mừng bác. Ok, cháu xin phép được tiếp tục ạ. Chị Thủy, lý do sao chị Thủy lại lựa chọn dự án này chị Thủy hay? Nói chuyện xong rồi hay? Xin chào bác Trọng, chào cả Rồi. nhà. Chào Ngày Thủy. hôm nay rất vui là đã hoàn thành cái combo của bác Trọng và cũng còn được cái chương trình tặng thưởng một gói. Đúng Đấy, rồi. bữa giờ cứ sợ hết nhưng mà vẫn còn được tặng thưởng một gói, cho nên là con cũng làm cái gói của bác tối đa nhất, là ưu tiên cái phần mà mình cần dùng nhất, còn cái gói tảo thì được phần tặng thôi nên là không cần phải đặt làm gì, nên là tại con đã dùng rồi con cũng biết là mình cần thiết trong cái giai đoạn thải độc là enzyme là cần nhiều nhất, và hai chai metan là đủ rồi, metan là đủ rồi. Dạ, Rồi, yeah. con Rất cảm biết ơn ơn bác. bác đã đón nhận. Cái mà Hana nói là vì sao giờ Thủy chọn công việc này thì thật ra thì đến từng tuổi này thì Thủy đã trải qua rất là nhiều công việc kinh doanh. Và trên cái kinh doanh mà Thủy vẫn thích là kinh doanh về hệ thống, tại vì con người với con người, đó là mượn, đứng trên vai người khổng lồ và mượn sức của đội đồng đội. Thì khi mà hiểu được rõ về cái mô hình này á, là nó rất là hay và rất là để mà gọi là tự do tài chính. Nhưng mà trong bao nhiêu năm ngắm đi ngắm lại nhiều mô hình, nghiền ngẫm đủ kiểu, thế là rồi không thấy mô hình nào mà tự do về tài chính cái kiểu đó. Ôm hàng là không không tự do về tài chính nổi rồi. Thời gian đầu nói một liệu trình nhưng mà sau này là thấy là doanh số nhóm là phải gọi là phải đạt bao nhiêu phần trăm mới được, thì bắt buộc là phải phải mua vào nhiều đó. Cho nên là con người thì làm sai chứ không phải ai làm sai là do công ty làm sai, kể cả như em Jim cũng vậy. Nhưng cái đó là công ty, nó có nhiều công ty nó làm nhiều kẽ hở quá để cho người tư vấn họ được phép quyền làm sai, và vì đó chị mới nhìn ra cái mô hình khi mà thấy sản phẩm của các công ty đa cấp nói chung và những công ty theo kinh doanh mạng lưới nói riêng, thì là mình cảm thấy là sản phẩm thì đều là tốt
Nhưng mà khi mà kinh doanh như vậy thì cái lòng tham con người thế là cứ ôm hàng xong mãi một đoạn là bán không ra thì bán phá giá. Và cái mô hình đầu tiên thì biết là mô hình mặt trời, sau đó là mô hình nhị phân đó. Và thấy hai cái mô hình này khi mà đi sâu vào á, tìm hiểu á, thì thấy ồ, cũng không có thỏa cái lòng mong ước của mình. Nếu như vậy thì mình mãi mãi rút cuộc rồi nói là kinh doanh hệ thống để tự do về tài chính, nhưng mà rút cuộc cũng ôm hàng rồi chính phải đi cầm những cái hàng đó đi bán lại, thì vẫn đâu đó là vừa kinh doanh hệ thống và kinh doanh truyền thống, nó nằm ở đó. Vì cái mà mình mua hàng nhiều về bắt trọng thì mình phải bưng cái hộp đó mình nhiều hàng mà, cái vô giới thiệu thì chưa vô mã số thì thôi tôi bán nhanh hộp. Nhưng mà ở bên em Zimbabwe thì sao, tôi không có gì để bán nhanh cả, tôi chỉ mua được chừng nhiêu đó, giờ mà mua nữa anh tôi bán nhanh thì lấy đâu tôi xài. À, vì mới mua liệu trình đầu tiên thì được 12 gói chứ. Sau mà nếu như mà sau mà cơ thể mà chưa được người nhiều người mà bệnh nặng quá thì họ có mua tối đa là 6 hộp thôi. Mà tối thiểu là một hộp. Thế thôi. Vậy thì khi mà tìm hiểu sau thì mới cảm thấy là cái vai thồ này nó có nhiều cái để nó đáp ứng cho mình. Và cái khẽ hở là không ôm hàng, không ép doanh số. Và đặc biệt nữa là nhiều, rất nhiều mô hình là hạ cấp và giáng cấp và ly khai. Là Thủy rất thích ở mô hình này là vì không có vấn đề đó. Tại vì có những kinh doanh như Amway rất là tốt, sản phẩm không thể bàn cãi nổi, và rất là nhiều sản phẩm có thể mỗi gia đình đâu đó một tháng xài vài triệu, từ nước rửa chén lau nhà rồi là dinh dưỡng rồi là mỹ phẩm tất tần tật, không còn thiếu một cái gì. Nhưng mà khi mà mình vào hệ thống kinh doanh đó là tiêu dùng, nhưng mà khi vào hệ thống kinh doanh đó, thì bắt đầu là có hiện tượng ôm hàng, ôm doanh số và đẩy hàng ra. Và khi mà cái người dưới của mình mà có họ có nhiều tiền, có nhiều lực, họ mua luôn hẳn một cái gói mà gọi là họ có đội ngũ một ít thôi, nhưng họ bỏ tiền họ mua một cái gói lớn để họ được phần trăm cao hơn, thì lúc này họ phải tuôn hàng ra. Và họ tuôn hàng ra thì họ kiếm nhiều chỗ để họ đẩy hàng ra, và lúc này thì lại bán phá giá đủ các kiểu giá hết. Đó là con thấy ủa, hàng tốt rồi mà kinh doanh kiểu này, nếu như mà mình làm bỏ một cái mẻ để người người tiêu dùng thôi, và thì ngoài kia nó bán phá giá như thế thì mình làm mẻ làm gì, vừa mua vừa mắc. Mình ra những chỗ nó bán phá giá đó mình mua cũng được hàng xịn, hàng tốt mà giá được rẻ. Thế là con thấy ôi, người làm mà trung thực mà làm chính trực á thì là lúc cuộc lại mua cao mắc tiền hơn, còn những người kia ôm hàng bán tùm lum giá, không bán gì hết, hàng hết đắt đó. Và con thấy cái tình trạng như thế là tìm hiểu thì lúc này mới thấy MZ nó khắc phục được những cái tiêu chí đó, vừa mô hình nhị phân và vừa mô hình mặt trời, tích hợp hai thứ. Và vấn đề cân nhánh ở đây á, có bao nhiêu cần bấy nhiêu, có bao nhiêu cần bấy nhiêu, chứ còn có những mô hình là nhị phân rồi, mặt trời rồi, nhưng mà cân nhánh là một tuần cần lần, một tháng cần lần, rồi là cân theo điểm. Thế cái dây mạnh nó cứ chạy hoài mà cái dây ngắn bên này á làm không ra thì nó không cân, nó cứ treo lơ lửng đó. Nhưng mà bên Vital thì rất là hay, có ba khoản thu nhập ngay và liền luôn, thì đó là nó. Cháu nghĩ là với cái phương pháp này á, thì có thể giúp cho những người đâu đó họ không có điều kiện, không có vốn, thì họ đi kinh doanh, họ bán được liền thì họ cũng có thu nhập tức thời để họ tiền xăng, tiền xe, tiền cà phê, tiền nước. Rất là hay. Và nó nhân văn ở chỗ là mình có thể người nghèo cũng làm được, và người không học thức cao cũng làm được. Tại vì sản phẩm tốt mình chỉ nói về những cái thật của mình thôi, cho nên là người người nào cũng làm được. Và còn cái gói đầu vào kinh doanh là không phải mình vứt đi, cũng không phải là mình mua để mình nằm đó, mà mình sử dụng chính vào bản thân mình. Chứ thay vì mình trải nghiệm bản thân mình có làm hay không làm, trải nghiệm bản thân mình vẫn tốt mà. Đấy. Và từ đó cho nên là Thủy đã xác định cái này là ngoài công việc truyền thống thì Thủy sẽ chia sẻ lan tỏa cái sản phẩm tốt này cho rất thật nhiều người. Còn Thủy không mong cầu là phải bao nhiêu, thực ra thì nói là phải là có thu nhập cao là đúng rồi, nhưng mà cái thu nhập cao nó phụ thuộc vào một ngày mình chia sẻ cho bao nhiêu người và mình giúp được cho bao nhiêu người. Thay vì người ta có tiền người ta làm từ thiện, người ta bỏ tiền ra làm từ thiện, thì mình cũng có thể giúp đỡ người khác để người ta tạo được thu nhập, thì đó là mình cũng là tạo phước tạo phúc. Hoặc là mình giúp một ai đó họ không kinh doanh nhưng họ dùng sản phẩm mà tốt cho cơ thể họ, thì đó là mình cũng trao được một cái giá trị, là mình cũng là một con đường tạo phước tạo phúc rồi. Còn vấn đề tiền phúc, mình giúp được càng nhiều người thì tất nhiên công trời cũng sẽ ban ơn cho mình.
thì nó cũng sẽ thông với bình tiền và bình tiền nó sẽ đưa ngược về cho mình thôi. Đấy, đó là những cái mà con chia sẻ về vì sao chọn enzyme. Còn khi mọi người mà khi nào hỏi là biết công ty nào như thế nào sản phẩm sao thì con là người xài sử dụng rất là nhiều nên có thể hỏi về công về về Thủy Như Trang ấy. Muốn hỏi gì về sản phẩm cũng có thể hỏi Thủy được. Ok, cảm ơn mọi người lắng nghe. Cảm ơn chị ạ. Đằng sau chữ tiền và tiếng Phúc của chị với em Jin thì em nhận ra vấn đề á là chúng ta giúp cho một khách hàng khỏe mạnh, chúng ta giúp cho một người bạn đường đồng hành với mình có tiền thì mình có tiền, vậy thì chắc chắn đằng sau chữ tiền ở đây nó là chữ Phúc, bởi vì chúng ta không ôm hàng, không bán phá giá, không ép hàng và không gì, không dụ dỗ, không lôi kéo, đúng không ạ? Đó, cho nên đó là lý do ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chính thức đi vào tìm hiểu cái quy trình nhận thức của khách hàng sau khi mà bác và các chị chia sẻ, đúng không? Đấy. Vậy thì khách hàng họ có cái quy trình nhận thức như thế nào? Cái này cực kỳ quan trọng để cho các chị đi chia sẻ nha các chị nha. Đó. Vậy thì thành công trong công việc của chúng ta là giúp một khách hàng hiểu về một dự án của mình đang làm hay hiểu về sản phẩm, và chúng ta giúp cho khách hàng đồng ý xuống tiền sử dụng hoặc làm việc một cách tự nguyện, đúng không ạ? Ngày hôm nay bác Trọng hay là chị Thủy hay là chị Trang có phải là chúng ta xuống tiền vì cái lý do mà chúng ta mong muốn là chúng ta có thêm một nguồn thu nhập và chúng ta mong muốn có một cái gì ạ, có một cái giá trị sức khỏe để trao cho cộng đồng, đúng không ạ? Chị em Hana không bắt buộc là tự cầm tay các chị để bắt đầu tự cầm cái điện thoại của chị để chuyển tiền bắt các chị uống, đúng không ạ? Không phải, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta làm thế nào, chúng ta cho họ cái giá trị. Nếu như họ cần về một công việc làm thì chúng ta hãy trao cho một môi trường, một dự án chúng ta đang làm cực kỳ nhân văn, đúng không ạ? Nếu họ gặp vấn đề sức khỏe, chúng ta hãy giúp cho họ hiểu được cái giá trị của sản phẩm mang lại, giúp cho họ được điều gì. Vậy thì chúng ta muốn biết được những cái này thì chúng ta phải có mặt trong Zoom thứ ba, thứ năm và thứ bảy để chúng ta học hỏi, đúng không ạ? Để chúng ta làm kiến thức mỗi ngày để chúng ta mới có vốn để chúng ta đi chia sẻ, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta dẫn dắt khách hàng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình, chứ không phải chúng ta lôi kéo, dụ dỗ hay là ép buộc khách, đúng không ạ? Nếu như chúng ta dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn, đúng không ạ? Chúng ta ép buộc khách bằng cái uy quyền của mình thì tin em Hana đi ạ, sau này họ không bỏ mình sớm nhưng bỏ mình muộn thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như một khách hàng giống như chị Thủy đã biết rất nhiều công ty, đúng không? Và chị Thủy chọn Enzyme đó là sự phù hợp, đúng không ạ? Và cái giá trị thật, bởi vì Enzyme chúng ta đang được trả thưởng dựa trên hai sơ đồ, đúng không ạ? Đó. Vậy thì tại sao chúng ta cần nắm quy trình khách hàng nhận thức, quy trình nhận thức khách hàng ạ? Bởi vì ạ, bốn cái lý do này. Thứ nhất, công việc của chúng ta là một hành trình ngược chiều và đầy định kiến và nhiều khó khăn, đúng không ạ? Công việc của chúng ta có một cái tên gọi rất là mỹ miều, đúng không? Đó là đa cấp. Và khi nói đa cấp thì có bao nhiêu hình ảnh xấu ạ, thì nó dán hết vào cho đa cấp, đúng không ạ? Và đôi khi ở đây có một sự may mắn, nếu như bác Trọng, chị Thủy, chị Trang, cô Thanh là những người mà khi chúng ta làm việc chúng ta được sự đồng ý, đồng thuận của gia đình mình thì đó là điều rất tuyệt vời, đúng không? Nhưng có những anh chị mà ở chung với gia đình chồng, bố mẹ chồng thì ngăn cản, chồng thì cấm đoán, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị vẫn gì ạ, vẫn kiên định, và các anh chị vẫn âm thầm các anh chị làm, và khi các anh chị có kết quả thì lúc đó mọi cái định kiến và mọi cái lỗi lầm của chúng ta sẽ được xóa sạch, đúng không ạ? Bích Úc Lai kia nói một câu rất là tâm đắc ạ. Bích Úc Lai kia nói như nào ạ? Khi mà các anh chị thành công thì mọi điểm, những cái điểm xấu của các anh chị, mọi cái điều gì ạ, không tốt về các anh chị trước đây sẽ được xóa sạch, không ai nhớ đến nữa, mà họ chỉ nhớ đến điểm tốt hiện tại chúng ta thôi, đúng không ạ? Đó. Cho nên chúng ta cần nắm chắc được nhận thức của khách hàng để chúng ta đồng hành và dẫn dắt khách hàng đạt được mục tiêu của mình, đúng không ạ? Nhận thức của khách hàng là như thế nào cô chú ý chị? Chúng ta phải hiểu được khách hàng này họ đang làm trong môi trường nào, họ đang thực sự cần cái điều gì nhất, thì chúng ta hãy hiểu về cái môi trường của họ có một cái điều gì khó khăn, đúng không ạ? Hay là chúng ta hiểu về môi trường của họ, họ đang gặp cái điều gì mà họ chưa được hài lòng, hoặc là chúng ta phải gì ạ, đồng hành cùng họ, chúng ta phải dẫn dắt họ để giúp cho họ đạt được cái mục tiêu của mình là cái mong muốn của họ đấy ạ, đúng không ạ? Và khi chúng ta nắm được quy trình nhận thức thì chúng ta sẽ kiên nhẫn chúng ta làm, và chúng ta không nóng vội ở giai đoạn này đâu ạ, không sợ thất bại, từ đó chúng ta làm chủ được tình huống và làm chủ được kỹ năng.
Và quan trọng nhất đó chính là kỹ năng tuyển dụng, đúng không ạ? Mọi công việc, ví dụ như đào tạo, ví dụ như giữ khách hàng thì hệ thống có thể làm được. Nhưng cái công việc mà hệ thống không thể làm việc được cho chúng ta, đó chính là gì ạ? Lập danh sách khách hàng. Đó chính là chúng ta đưa ra lời mời khách hàng đến với buổi OBB tuyển dụng online hay offline, đúng không ạ? Thì hai cái công đoạn quan trọng nhất này chúng ta phải làm. Hệ thống không làm cho mình được ạ. Khi mà khách hàng có trong sự kiện thì sẽ có người khác nói cho mình, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cần nắm rõ cái điều này. Thứ nhất là danh sách khách hàng. Thứ hai đó là gì ạ? Đưa ra lời mời đến với sự kiện. Thì hai việc này bắt buộc chúng ta phải làm, đúng không ạ? Và chúng ta hãy luôn luôn làm tốt nhất 50% trong việc chúng ta làm với khách hàng. 50% này không phải chúng ta làm nửa vời nhá, mà em Hana chú thích một chút ạ. Ví dụ để khách hàng đón nhận thì 50% là ở phía mình, đúng không ạ? Và 50% thì nó sẽ phụ thuộc khách hàng, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cứ làm tốt nhất cái 50% trên 100% của phía mình, đúng không ạ? Còn khách hàng để họ đón nhận hay không thì nó sẽ dựa vào các yếu tố sau này em Hana sẽ chia sẻ, đúng không ạ? Vậy thì quy trình nhận thức của khách hàng chúng ta chỉ tóm lại trong 5 bước này đi ạ. Biết, hiểu, tin, họ có thể dùng hoặc làm việc và họ có kết quả, được không ạ? Vậy thì chúng ta, họ biết là biết cái gì ạ? Đây ạ, thứ nhất là biết. Đầu tiên chúng ta hãy cho khách hàng biết về enzyme, hoặc là chúng ta không tiết lộ gì cả. Cái phần này chúng ta phải linh động theo từng khách hàng. Cô chú chị nha, có rất nhiều người họ dính với thực phẩm chức năng thì đầu tiên chúng ta đừng nói với họ rằng là enzyme là thần dược, được không ạ? Đấy, mà chúng ta hãy cho khách hàng bằng cái thông tin là khi họ gặp vấn đề về sức khỏe thì chúng ta hãy trao cho họ một giải pháp, đúng không chị? Và chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta đang bán thông tin nên chúng ta cần gây sự tò mò cho khách hàng, đúng không ạ? Nếu như chúng ta bán thông tin mà chúng ta gì ạ, mà chúng ta nói hết về enzyme, chúng ta nói từ sáng trưa chiều tối, nói sớm ngày tối đêm thì khách hàng cũng tin, đúng không ạ? Đấy, và sai lầm lớn nhất của nhà phân phối đó chính là nói quá nhiều, nói hết những gì mình biết ạ. Em Hana vừa chia sẻ đấy, trời ơi khách hàng mới kêu đau đầu phát là mình nói từ sáng đến trưa và từ trưa đến tối luôn, mà họ nói mà đến khi mà họ chỉ mong sao mà chia tay mình mà không hẹn gặp lại thôi, họ mừng, đúng không ạ? Cho nên em Hana nhấn mạnh lại một lần nữa, hãy cho cái khách hàng cần, đừng cho cái mình có, được không ạ? Ui dồi ôi, nói hết cả 10 chức năng và 6 công dụng, rồi nói hết cả từ 18 tháng, rồi nói hết cả cu di tị muội về enzyme thì thôi ngất luôn. Đúng không chị? Đó, cho nên chúng ta hãy gây sự tò mò để khách hàng còn có mong muốn, đúng không ạ? Cái câu chuyện này giống như là nó liên quan đến cái gì ạ? Xin lỗi bác Trọng kéo kể câu chuyện này chứ. Nó liên quan đến cái câu chuyện mà đôi lứa yêu nhau ấy, bác Trọng. À, điều gì diễn ra nếu như mà một đôi nam nữ mà yêu nhau, đúng không ạ? À, nếu như mà chàng trai này bảo muốn là cầm tay em phát thì cô gái rụt lại, không, bố mẹ em la, bố mẹ không cho đâu, đúng không ạ? Thì cô gái này càng khó, thì cái sự chinh phục, cái tính hiếu thắng và cái sự chinh phục là của một người của chàng trai có phải có nhiều hơn không ạ? Đấy, nhưng mà nếu như mà một cô gái mà chàng trai mới nói nắm tay phát và thôi anh yêu hung luôn đi thì chắc chắn là họ không có gì để tò mò, đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta muốn nói hết cái câu chuyện về enzyme, nói 10 chức năng, nói 6 lợi ích, nói sớm ngày tối đêm thì chúng ta hãy nhớ câu chuyện hai người yêu nhau, đúng không ạ? Cô gái càng khó thì chàng trai càng muốn chinh phục. Còn nếu như người ta mới ngỏ lời yêu phát cho hung luôn thì tiêu luôn rồi, đúng không ạ? Đó. Ok. Thứ hai đó chính là hiểu. Vậy thì cái hiểu này chúng ta cần cho khách hàng biết như này. Cái biết này nha cô chú chị nha. Cái biết này là chúng ta kết nối với họ, chúng ta làm thân làm quen với họ và chúng ta đưa ra lời mời cho họ về một sự kiện, và sự kiện của chúng ta phải bán rất là tốt, đúng không ạ? Ví dụ tối nay có một cái buổi chia sẻ về sức khỏe cộng đồng, cho nên là cái chương trình này rất là tuyệt vời và rất là cần thiết cho tất cả mọi người. Cho nên tối ngày hôm nay chị rất là vinh dự có được 2 vé, chị mời em để vào cùng nghe với chị, được không ạ? À, hay là tối hôm nay có một cái buổi chia sẻ về một giải pháp khoa học mới rất là thú vị mà chị có 2 vé để mời, nhưng mà ngày hôm nay mới có mình chị à? Đấy, em sắp xếp được thì vào cùng với chị ha. Còn tối nay nghe bảo là quan trọng lắm, đúng không ạ? Đấy, hãy chia sẻ đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Còn với người cần về công việc, cái cô chú anh chị thì bảo họ là chúng ta công việc ấy, cần công việc, cần kinh doanh thì chúng ta phải có sản phẩm.
và sản phẩm là công cụ, là linh hồn của công việc chúng ta kinh doanh. Vậy thì em hãy dành thời gian nghiêm túc cho chị trong vòng 2 tiếng để em nghe về cái công cụ chúng ta kinh doanh như thế nào. Để sao ạ? Để chúng ta nắm rõ được lợi ích, được chức năng, được tác dụng để chúng ta gì ạ? Để chúng ta làm. Đúng không chị? Chỉ nói vậy thôi. Họ hỏi là ủa cái gì với chị, sản phẩm gì đấy? À, bác ơi, công việc gì đấy? Bác nói sơ sơ cho nghe xem nào. Thôi, công việc nghiêm túc á, nói một lần một lời không hết đâu. Cho nên cháu cứ vào cháu nghe đi. Xong rồi dành cho bác Trọng là 30 phút. Thì bác Trọng sẽ giải đáp những thắc mắc và nói rõ ràng hơn với cháu. Đúng không ạ? Đấy, như thế là ngon, đúng không ạ? Rồi. Bước thứ hai là hiểu. Đây là cái bước mà khi sau bước một chúng ta cho khách hàng biết về thông tin. Thì cái buổi hiểu này là cái buổi mà chúng ta đã dịch chuyển họ vào trong STB gặp offline 2111 đúng không ạ? Hay là chúng ta đưa mời họ vào trong OBB vào tối thứ ba và tối thứ bảy đúng không ạ? Hay là chúng ta mời khách hàng lên những cái sự kiện kiện trực tiếp ở Sài Gòn hay ở Hà Nội để chúng ta giúp khách hàng hiểu đúng không ạ? Đấy. Vậy thì khi chúng ta chỉ cần đưa khách hàng vào trong Zoom này thôi để chúng ta giúp cho khách hàng nghiêm túc, chúng ta soạn tâm thái cho khách hàng ngồi nghe nghiêm túc một buổi thì chắc chắn cái buổi OBB này khách hàng sẽ gì ạ? Anh nghe hiệu quả hơn. Đúng không ạ? Và đặc biệt trong cái quy trình của một phòng Zoom thì sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin sau. Một là những người chia sẻ sẽ nói cho khách hàng mình biết tại sao họ cần dùng giải pháp enzyme để xử lý vấn đề của họ, đúng không ạ? Hoặc tại sao họ cần làm việc với mình, đúng không ạ? Đấy. Và cái thứ hai, tại sao khách hàng cần phải mua hàng của chúng ta, đúng không ạ? Và cái thứ ba, đó là tại sao khách hàng quyết định ngay. Đó là cái lộ trình mà trong phòng Zoom từ sản phẩm đến cơ chế sẽ làm cho khách hàng điều này. Đúng không ạ? Và chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta hãy tạo cho khách hàng sự khát khao được nghe. Khi họ ở trạng thái rỗng thì họ thực sự hiểu giải pháp. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải bán cao phòng Zoom lên hay vào gặp em Hana thì cô chú ý chị phải bán cho nó đúng sự thật. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng có gì ạ? Đừng có mà nói là ủi dồi vào trong đây giới thiệu một phát là bắt Trọng giới thiệu với cháu Hana. À, đây là anh A, là phó tổng giám đốc của công ty nổi tiếng ở Hải Dương, quản lý cả 500 con người, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì anh ấy vào đây, anh ấy nghe cái giải pháp mà bác Trọng nói. Đấy, và giới thiệu với anh A, đây là Hana, là một người mà đang làm ở dự án này, là rồi xong, cho nói luôn, thất bại ngay từ vòng gửi xe. Đúng không ạ? Bởi vì bác, cô và các chị nên nhớ với cháu một điều như thế này. Với một khách hàng mà chúng ta kết nối đến với offline của mình là những người chia sẻ đúng không ạ, thì khách hàng chúng ta phải làm cho họ một cái tâm thái một ly nước rỗng đúng không ạ, cho dù ở ngoài kia họ có làm CEO, họ có làm phó tổng hay là chủ tịch hay là bất cứ cái gì cả đúng không ạ, họ có thể thành công vang dội ở ngoài kia, tiền họ có thể tiêu 10 đời không hết đúng không ạ, nhưng khi họ chưa biết đến giải pháp enzyme và họ bắt đầu đến tìm thì họ vẫn phải ngồi lắng nghe chúng ta chia sẻ, lắng nghe offline của mình chia sẻ được không ạ? Cho nên cái nguyên tắc khi mà cô chú anh chị mà kết nối với khách hàng á, cái này ở trong buổi thực chiến nhưng hôm nay cháu sẽ gợi ý được không ạ? Khi có một khách hàng kết nối với người offline, ví dụ như bác Trọng kết nối cho chị Thủy hoặc là cho cháu Hana, hay chị Trang kết nối khách hàng cho em, hay chị Thủy kết nối khách hàng cho em đúng không ạ? Thì khi chúng ta đã có form HD khách hàng rồi, chúng ta đã ghi và chúng ta chụp gửi cho offline của mình trước rồi. Và trong cái buổi chia sẻ thì giới thiệu ạ, dạ, nguyên tắc là chúng ta giới thiệu offline trước cô chú anh chị nha và giới thiệu khách hàng sau. Đúng ạ? À, vâng. À, chị Thủy chào em Hana. Chị rất là biết ơn em ngày hôm nay đã dành thời gian vào trong đây để chia sẻ về một giải pháp cho người bạn của chị đang cần. Chị cũng biết là em rất là bận nhưng mà ngày hôm nay em dành thời gian nên là chị rất là biết ơn em. À, em Hana, em Thủy giới thiệu với lại chị A đúng không ạ? Đây này em Hana là một người mà em ấy đã làm sử dụng và đồng hành tại dự án này trong gần 5 năm qua. Và em ấy đã có một cái thành quả nhất định và em đã giúp cho rất nhiều người có một cái sức khỏe tốt hay là giúp rất nhiều người đang đồng hành và em là người rất là tận tâm, đúng không ạ? Chỉ cần giới thiệu như thế thôi, đúng không ạ? Không cần là tiền nhiều hay là không cần thành công vang dội, đúng không ạ? Chỉ cần nói là có thành quả nhất định, đúng không ạ? Rồi sau khi giới thiệu offline của mình xong thì mình chỉ cần quay qua giới thiệu khách hàng của mình họ làm gì kệ họ nha. Họ là chức vụ gì không quan trọng nha, chỉ cần giới thiệu là chị Thủy giới thiệu với em Hana, đây là một người bạn A, là người bạn của chị và ngày hôm nay thì bạn ấy mong muốn được vào đây để nghe em Hana chia sẻ về một cái giải pháp mà bạn ấy đang có vấn đề về tiểu đường, bạn ấy đang rất là cần tìm,
đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta chuyển lời như vậy thôi thì tự nhiên cái tôi của họ đi xuống và upline của mình mới đó mới chia sẻ được đúng không ạ? Bởi vì upline của chúng ta là cái bình trà và họ là ly nước. Nếu chúng ta nâng cao cái bình lên chúng ta rót nước được đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta nâng cao cái ly họ lên và giới thiệu họ là phó tổng hoặc quản lý bao nhiêu trong con người, xong bắt đầu là cái tôi họ ngẩng lên và họ nói luôn. Nếu mà giới thiệu như vậy thì cháu xin phép ngày hôm nay đang bị đau đầu đột xuất cho nên là xin phép gặp lại lần sau. Đúng không ạ? Đấy, cho nên cái cách mà chúng ta promotion một người đối diện nó cực kỳ quan trọng. Đúng không ạ? Bởi vì họ là phó tổng là cái gì thì chúng ta đã ghi form HD chúng ta biết rồi. Đúng không? Đó. Rồi, cái thứ ba đó là tin. Sau khi, quý vị chị nhớ này, sau khi chúng ta có thông tin, chúng ta mời họ đưa ra mời đúng, đi vào trong phòng Zoom STB, OBB đúng không ạ? Để vào trong đấy thì đã có những leader, có hệ thống chia sẻ cho họ về cái thông tin chính thống về enzyme đúng không? Nhưng mà cái bước ba tin này này là cái bước mà sau khi họ nghe về OBB xong đúng không? Sau khi họ nghe và hiểu về enzyme xong thì chúng ta hỗ trợ thông tin để họ hiểu thêm về sản phẩm hoặc khâu công việc đúng không ạ? Vậy thì sau khi này thì chúng ta cần phải xem họ thuộc tip nào để chúng ta hỗ trợ về niềm tin cho họ. Cô chú chị nhá. Vậy thì việc chúng ta cần làm là gì ạ? À? Đầu tiên chúng ta muốn hỗ trợ cho họ thì chúng ta phải lắng nghe đúng không? Đấy, một khách hàng thường là vào trong Zoom xong thì sau Zoom á hoặc là sáng mai cháu Hana sẽ hỏi là chị ơi, hôm qua chị nghe Zoom thế nào rồi? Chị có điều gì tâm đắc nhất chị có thể chia sẻ với em được không ạ? Hay là chị còn có câu hỏi gì thì chị có thể gì ạ? Đặt câu hỏi với em Hana hỗ trợ cho chị. Đúng không ạ? Đấy, và sau khi chúng ta nghe họ chia sẻ tâm đắc xong, chia sẻ thắc mắc xong, chia sẻ nhu cầu họ cần xong đúng không ạ? Thì chúng ta hãy cung cấp cái tài liệu họ cần. Đấy, cung cấp tài liệu cần xong thì chúng ta hãy trả lời cho các cái câu hỏi. Đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta làm việc trực tiếp như này thì cái kỹ năng chúng ta lên rất nhanh bởi vì chúng ta bị khách hàng dí. Đây là khách hàng dí thì tự nhiên cái gì chúng ta không biết thì quay lại họ offline, sau bắt đầu là có cơ hội có động lực vào Zoom học nhiều hơn. Đúng không ạ? Và những câu hỏi nó khó quá đúng không? Thường là sau Zoom sản phẩm đó, thì chúng ta sẽ mời họ vào cái phòng Zoom riêng này với em này. Đó, để em Hana sẽ xử lý thứ nhất là nghe lắng nghe họ, thứ hai là chia sẻ cơ chế đúng không ạ? Ok, rồi tiếp theo chúng ta sau khi gặp và đón nhận xong rồi thì chúng ta mời họ vào nhóm kết quả để họ có thêm niềm tin. Đó, và trong quá trình mà họ bắt đầu đồng hành đang sử dụng với mình, nếu có sự kiện Eagle Camp, cô chú anh chị hãy đưa họ đến sự kiện Eagle Camp gấp nha. Bởi vì sự kiện đấy xong thì chúng ta hiểu nhau hơn và chúng ta về chúng ta làm việc nó dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Đấy. Và các cái tài liệu kinh doanh theo mạng này với một người làm việc thì đó là doanh nghiệp thế kỷ 21 họ đáp kinh doanh theo mạng hay là câu hỏi thuận lợi nhất của người đúng không ạ? Thì doanh nghiệp thế kỷ 21 này là còn sách gốc, còn hai cuốn này thì còn sách photo đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo cái niềm tin nữa thì khi mà chúng ta cho họ nghe OBB xong rồi đưa vào cái Zoom để nghe upline của mình chia sẻ xong rồi đúng không ạ? Đấy, thì kết thúc quy trình từng bước một chúng ta làm tròn và đưa cho họ thông tin đúng đúng không ạ? Đấy, thì cái niềm tin này của họ sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm của quá khứ, niềm tin của họ phụ thuộc vào người giới thiệu với mình. Khi chúng ta hỗ trợ thông tin chúng ta chỉ làm được 50%, ví dụ 50% là ở em Hana đúng không ạ? Ví dụ như là khách hàng của chị Thủy đúng không, đưa đến cho em Hana đúng không ạ? Đấy thì trong quá trình chúng ta thứ nhất là chị Thủy đưa cho họ vào cái Zoom sản phẩm OBB đúng không? Đấy, sau khi Zoom sản phẩm OBB xong thì chị Thủy đưa họ vào trong cái Zoom mà nghe về cơ chế và em Hana hỏi đáp đúng không ạ? Đấy, thì trong tất cả các quy trình này chúng ta đã làm đúng rồi, chúng ta đã làm tốt hết rồi mà khách hàng chưa đón nhận thì nó sẽ phụ thuộc vào cái niềm tin của quá khứ. Đó là gì ạ? Có thể quá khứ họ đã bị đa cấp lừa, có thể quá khứ họ dùng rất nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng mà không có kết quả, có thể quá khứ họ bị ABC gì đấy đúng không ạ? Thì cái trải nghiệm quá khứ họ xấu về cái công việc này, về sản phẩm này đúng không ạ? Thì chúng ta cần cho họ thời gian. Hay là về phía em Hana đã cho thông tin hết rồi, họ đón nhận hay không thì có phải phụ thuộc vào cái niềm tin của người giới thiệu không ạ? Đúng không? Có phải chị Thủy là đồng hành cùng với em hay là chị Trang đồng hành cùng với em, có phải các chị tin em không, có một chút yêu mến em không ạ, có một chút cảm tình với em không ạ? Thì các chị lựa chọn đúng không? Còn nếu mà chúng ta ghét nhau thì không vai với nhau rồi đúng không? Hay là vì sao mà bác Trọng tin chị Thủy đúng không ạ? Thì có phải trong quá trình mà nói chuyện, trong quá trình mà chia sẻ và giúp đỡ chị Thủy, có phải bác Trọng đã có một cái chút gì đó quý cái cô cháu gái này vì bạn ấy sống rất thật đúng không ạ? Chứ còn nếu mà không tin thì chúng ta không va vào đời nhau đâu đúng không cô chú anh chị? Đấy rồi, và sau khi chúng ta giúp cho họ tin rồi, chúng ta xử lý câu hỏi rồi và đúng lúc đúng nơi đúng thời điểm thì họ sẽ ra quyết định dùng.
đúng không ạ? Vậy thì trước khi họ ra quyết định xuống tiền thì có phải là khoảng thời gian chúng ta suy nghĩ đi nhiều đúng không ạ? Đúng không? Đó, nếu như mà chúng ta suy nghĩ thường thì chúng ta sẽ có hai cái luồng suy nghĩ xuất hiện. Đúng không ạ? Trong cái nhận thức của cái người mới bắt đầu. Đầu tiên đó là họ có đám mây định kiến là về đa cấp đúng không? Nếu như một người nào đó họ mở về đa cấp, giống như chị Thủy thích làm hệ thống thì cái định kiến là chị Thủy không có, đúng không? Nhưng mà cái thứ hai là chị Thủy sẽ tính toán được và mất. Đúng không? Ui ơi, mình đang tính vào đây làm kiếm tiền mà chưa gì đã phải bỏ ra cả 12 triệu thế này. Đúng không? Đây, sót tiền, chưa làm gì mà xuống tiền để sót, đúng không? Đấy là trên cái cảm nhận của mỗi người chúng ta thôi. Đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên với một người mà có tư duy kinh doanh như chị em chúng ta, cô chú và các chị đang ngồi đây, thì chúng ta đã có tư duy kinh doanh rồi. Chúng ta kinh doanh bất cứ một sản phẩm gì chúng ta cũng cần phải đầu tư đúng không? Chạy Grab thôi cũng phải đầu tư xem mười mấy triệu đúng không? Và trong khi đó chúng ta phải phụ thuộc vào nó, chúng ta phải gắn liền vào nó và chúng ta vẫn phải bỏ công sức ra để cùng nó cày với con tiền đúng không? Đấy. Và kể cả chúng ta mở một cái nồi bún riêu bán ở vệ đường thôi, nó cũng tốn tiền vốn đúng không ạ? Cho nên nếu chúng ta đã có một tư duy kinh doanh thì làm bất cứ cái gì chúng ta cũng cần bỏ vốn đúng không ạ? Đó. Và khi khách đã vượt qua được hai cái điều này rồi thì chắc chắn họ sẽ chủ động xuống tiền và làm việc với chúng ta. Đại loại là ví dụ như chị Thủy, chị Trang và bác Trọng và cô Thành ở đây, đúng không ạ? Khi chúng ta đã xử lý được định kiến về đa cấp, chúng ta đã xác định mình là người kinh doanh, bắt đầu kinh doanh thì chúng ta phải có gì ạ? Có đầu tư vốn, và cái vốn này đầu tư không mất đi đâu cả, mà chúng ta đưa sản phẩm về uống vào cơ thể của mình để cải thiện về sức khỏe, đúng không ạ? Đó. Cho nên đây là năm bước quy trình nhận thức của khách hàng. Vậy thì cô chú và các anh chị cần nắm rõ được quy trình nhận thức của năm bước này của khách hàng, thì chúng ta có danh sách khách hàng, chúng ta sẽ biết được rằng ô ông A này ông ấy đang đi đến bước nào rồi, đúng không? Ông đang ở bước sản phẩm, mình chưa đưa được bước vào cơ chế gặp em Hana, thì bắt đầu lại lên kế hoạch đưa ông vào cái bước tiếp theo, đúng không? Hay là ông B này, ông đã vào gặp em Hana rồi nhưng mà ông vẫn trăn trở về định kiến đa cấp đúng không? Hay là ông đang sót tiền thì chúng ta cần phải làm gì, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta nắm được từng bước này thì nó cực kỳ dễ, đúng chú chị ơi. Đó, ok. Và bài tập hôm nay của chúng ta là gì? Chúng ta hãy xác định lại quy trình nhận thức của khách hàng, và chúng ta hãy xác định lại thêm nếu như ở mỗi một quy trình nhận thức của khách hàng như vậy thì chúng ta nên làm gì, đúng không ạ? Và câu số 3, tại sao chúng ta cần nắm quy trình nhận thức của khách hàng? Chúng ta hãy trả lời ba câu hỏi này cô chú chị nhé. Đó, và bài tập ngày hôm nay thì rất là đơn giản vậy thôi, và quy trình nhận thức của khách hàng thì chỉ có 5 bước thôi, đúng không ạ? Đó, và em Hana tin rằng ngày hôm nay khi chúng ta nghe được 5 quy trình nhận thức của khách hàng rồi thì chúng ta sẽ biết cách chúng ta làm từng bước như thế nào. Thực sự ra trong ngày hôm nay là buổi thứ 4 thì trong 4 buổi này cực kỳ quan trọng và cần thiết cô chú chị ạ. Ngày hôm nay cô chú và các anh chị chỉ nghe em Hana nói có một lần thôi nhưng chúng ta không hiểu đâu, đúng không? Nhưng chúng ta cần nghe lại cô chú chị nhé, chúng ta cần nghe lại để chúng ta hiểu rõ hơn, được không ạ? Đó. Vậy thì bây giờ thì chúng ta cùng nhau chia sẻ đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ xem là cảm nhận quy trình nhận thức của khách hàng này chúng ta cảm nhận như thế nào, và chúng ta tâm đắc nhất tại sao chúng ta thấy cái quy trình nhận thức này nó quan trọng. Và cô chú anh chị có câu hỏi gì, nếu mà chúng ta muốn hỗ trợ thì chúng ta có thể đặt câu hỏi như đây. Vâng, xin mời chị Thủy ạ. Alo, chị Thủy còn đấy không? Còn đây, em xin cho nhắc lại câu hỏi này. Em nói là cần hỏi cái gì đó, cho nhắc lại giùm chị câu hỏi đó. À, cái câu hỏi á là chúng ta có cảm nhận gì về quy trình nhận thức của khách hàng với năm bước này, đúng không ạ? Chúng ta cảm nhận điều gì? Chúng ta tâm đắc nhất điều gì? Và chị Thủy có câu hỏi gì thì chị Thủy gửi đến cho em. Em quay lại cái slide 5 bước của khách hàng đấy, để mình nhìn vào bước, để từng ba bước để mình nói. Mất rồi hả? Mất hết rồi. Hồi nãy giờ không chụp.
nhận thức của khách hàng về về hàng đa cấp đúng không, là một đúng không, thì mình xử lý như thế nào đúng không, ý À, em tức là biết hiểu tin dùng làm việc và có kết quả đấy, năm cái này quy trình nhận thức khách hàng là biết hiểu tin, à, biết hiểu tin. khi mà họ tin mình rồi thì họ xuống tiền họ dùng hoặc là họ làm việc với mình đó. Ý nó là thì đó, thì bám sát vào cái chu kỳ 5 bước này để mình dẫn dắt một khách hàng. Đầu tiên thì là mình sẽ chia sẻ với cái cách thức để mời họ vào vào Zoom, và sau đó thì chăm sóc lại, hỏi là nghe đã nghe và có hiểu chưa. Nếu như khách hàng nói là hôm qua có vô được một tí rồi mắc bận, thì nói chương trình đó rất là hay, rất tiếc là chị không nghe được, thì thôi thì xin mời chị vào cái buổi kế tiếp để chị hiểu rõ. Hoặc là những khách hàng họ nghe từ đầu đến cuối rồi mà họ còn thắc mắc rất là nhiều, thì mình sẽ trả lời những cái câu thắc mắc của họ, họ thắc mắc về cái gì đó, và mình phải giải quyết hết những cái thắc mắc đó, và mình đưa thêm cho họ những cái thông tin, hẳn là những cái họ đương có vấn đề về sức khỏe là vấn đề gì, thì mình lựa những về kết quả đưa đúng cái chương trình của cái căn bệnh của cái vấn nạn họ đương gặp đó cho họ. Và sau đó là mình phải đưa thêm thông tin nữa là ngoài ra có những cái bài báo nói về về tiểu đường chẳng hạn, nếu người ta đương tiểu đường thì mình đưa bài báo về tiểu đường, nếu người ta đương không lăn tăn về công ty, về sản phẩm enzyme nó là cái gì, thì mình đưa về cái enzyme rất cần thiết cho cuộc sống. Đó là về về mình cập nhật thông tin cho họ. Và khi mà cái bước tiếp theo nữa là về họ tin rồi, bắt đầu họ xuống tiền. Khi một khi họ đã xuống tiền rồi thì mình sẽ đồng hành cùng họ, và bám đồng hành cùng họ là nhắc nhở họ dùng và đưa cân nhắc cho họ về những cái liệu trình tùy theo sức khỏe của mỗi người, để cho họ có niềm tin và để cho họ biết lường trước để họ dùng sản phẩm, để họ họ không phải bỏ ngang, hoặc họ dùng không đúng đủ đều thì sản phẩm nó không được phát huy hết tác dụng tối đa. Và nếu khi họ dùng được rồi, họ cảm nhận được rồi, thì tiếp theo nữa thì là thì họ nếu như mà tốt thì cô bác anh chị cứ sẽ chia sẻ. Vậy thì trên quá trình chia sẻ và cũng có nguồn thu nhập, thì mình lúc này mình mới đưa ra cái bài toán là vừa đi vừa dùng tốt, mình vừa chia sẻ mình được thu nhập như thế nào. Còn nếu có những cái bạn nào mà thích vừa dùng mà vừa kinh doanh luôn, thì lúc này mình sẽ chia sẻ, đồng hành chia sẻ luôn về cơ chế luôn, và vừa sử dụng và vừa làm luôn. Mà trong cái quy trình mà chúng ta đang chia sẻ với khách hàng mà chúng ta đã làm đúng hết rồi mà khách hàng chưa đón nhận thì chị Thủy sẽ làm gì? Không sao. Trong thời điểm bạn ấy bận hay là chưa tin thì không sao cả. Đến một ngày nào đó mình cũng vẫn khẳng định với khách hàng, thì chắc có lẽ là hồi giờ em chưa nghe, hoặc là nghe đâu đó thì bị chắc bị những cái công ty khác bị lừa, hoặc là có những cái sản phẩm gì đó mà nó làm em mất lòng tin về sản phẩm, thì không sao. Còn riêng sản phẩm này thì khi nào em cứ tìm đủ thông tin đi, hoặc là xem những cái kết quả đó, hoặc là thời điểm này chưa phù hợp, có khả năng là người ta ngại với mình, hoặc là người ta không có đủ về tài chính, thì cũng không sao. Không sao, nhưng mà nếu những có khách hàng nào đó mà có vấn đề thì hãy giới thiệu cho chị, để chị sẽ đưa giải pháp này cho người đó. Nếu người ta không đồng hành, không sử dụng, không làm, nhưng mình sẽ nói một câu là người ta không thích làm rồi, tức nghĩa là người ta nói ô cái này là đa cấp không thích làm, thôi được rồi, đa cấp là cũng được, không sao cả. Vậy thì bạn nói là về sản phẩm thì biết tốt rồi đúng không? Nếu như tốt rồi, vậy thì ngoài kia còn rất nhiều người cần cho những phương pháp, giải pháp, sản phẩm tốt như thế này. Em không làm cũng được, hoặc anh không làm cũng được, nhưng có thể là cho họ một cái thông tin về sản phẩm để họ dùng. Đó là nếu người ta không đồng hành làm. Còn nếu như họ nói tôi đương dùng nhiều sản phẩm lắm, sản phẩm A, sản phẩm B, sản phẩm C, thì mình sẽ nói về cái tính vượt trội của enzyme là gì. Nó chỉ là chất xúc tác dẫn đường, nó sẽ làm trẻ hóa tế bào, tái tạo tế bào mới và đào thải độc tố. Vậy cho nên anh chị đang dùng bất kỳ những dinh dưỡng nào thì nó sẽ là một cái dẫn đường, một chất xúc tác
để nó hỗ trợ tốt thêm về dinh dưỡng thôi, chứ không phải là có thể cùng vừa dùng thuốc tây và cùng sử dụng cái này cũng đều được. Thì mình đưa cho họ thêm một góc nhìn về thông tin. Okay. Như hồi nãy Hana có chia sẻ, có một cái quy trình mà có hai cái yếu tố có thể xảy ra. Nếu như khách hàng người ta đóng nhận đúng không ạ, thì chúng ta sẽ đưa họ vào gì ạ, mua hàng, giúp họ mua hàng, và sau đó chúng ta đưa vào hệ thống đào tạo. Nhưng với những khách hàng mà chưa đón nhận thì làm sao ạ, chúng ta đưa vào chế độ chờ và chúng ta vẫn giữ mối liên hệ với họ đúng không ạ. Bởi vì các anh chị cô chú nhớ rằng khách hàng không không có nghĩa là không bao giờ, mà họ không lúc đấy giống như chị Thủy nói á, có thể họ không có tiền, nhưng mà nhiều người cái tôi nó cao á, người ta che giấu, người ta không nói người ta không có tiền đâu, mà người ta nói là để chị nghiên cứu đã đúng không ạ. Nếu khách hàng nói là để chị nghiên cứu đã thì chúng ta hãy cho thêm họ một câu nói: chị ơi, vậy thì chị mong muốn là chị sẽ tìm hiểu thêm hay là nghiên cứu thêm trong vòng bao lâu, 3 ngày hay 1 tuần, nhớ nhá, chúng ta luôn phải gắn con số vào đúng không ạ. Nếu họ nói là để chị tìm hiểu trong khoảng tuần đi, rồi có gì chị báo với em. Dạ chị, hôm nay là chủ nhật đúng không ạ, chị tìm hiểu đi, xong rồi đến chủ nhật tuần sau em Hana sẽ gọi lại cho chị đúng không ạ. Thế là chúng ta nốt ngay vào trong cái quyển Form HD á, hay là nốt luôn vào cái quyển mà để làm việc của mình á, là tuần sau chúng ta sẽ gọi lại. Thì tuần sau gọi lại là: chị ơi, vậy là chị tìm hiểu đến đâu rồi, chị nghiên cứu đến đâu rồi đúng không ạ. Đấy, còn với yếu tố thứ hai, những khách hàng mà người ta nói là: em ơi, chị cảm thấy không phù hợp, chị không thích làm đa cấp, chị không có duyên làm hệ thống, chị không không và chị kính được không trên đời, hay là chồng chị không cho chị làm hệ thống này đúng không ạ. Thì chúng ta nói luôn: dạ vâng, em Hana hoàn toàn đồng ý với chị được không ạ. Có thể là lúc này chị cảm thấy chưa phù hợp, nhưng em Hana vẫn ở đây, nếu như một khi nào đó chị cảm thấy phù hợp thì chị quay trở lại đây đồng hành với em nhé. Hay là có ai đó chia sẻ với chị về enzyme mà chị hiểu, chị có ý định đồng hành, thì chị nhớ là em Hana đã chia sẻ với chị trước rồi nhé. Ok không ạ? Và em biết rằng lúc này là nó chưa phù hợp với chị, nhưng mà chị ơi, bên cạnh chị á có rất là nhiều người, có người cần về công việc mà nó phù hợp với công việc của em, và có người cần về sức khỏe, thì em mong rằng chị giúp em một lời kết nối khi những người bên cạnh mình có nhu cầu hai chị ha. Có nghĩa là chúng ta luôn để lại cho họ một cái câu gì ạ, câu dẫn để họ có đường họ quay lại với mình đúng không ạ. Hãy nhớ nói rằng: chị ơi, có thể là chị không hợp, nhưng mà nếu bên cạnh chị có ai cần về công việc mà phù hợp với công việc của em, hay là ai đang có vấn đề về sức khỏe, thì chị giúp em một lời kết nối nhé. Thì chắc chắn họ bảo ừ rồi đúng không ạ. Và sau đó chúng ta có cơ hội để chúng ta nhắn tin và hỏi họ, nói chuyện lại với họ đúng không chị. Đó, thì đấy là cái cách mà chúng ta dẫn tốt nhất. Và sau đó thì chúng ta cứ lưu lại thông tin của họ đúng không ạ. Và cứ lâu lâu á, như em Hana thì những cái thằng mà thích làm đa cấp á, thì lâu lâu gửi cho cái tin nhắn video á, truyền động lực á, tôi là ai, hay là cái video mà doanh nghiệp xu hướng kinh doanh của thế kỷ 21, hay cứ lâu lâu gửi cho cái video thì hay. Chị ơi, em bảo này, hôm nay cái video này em vừa xem hay quá, nhớ anh chị gửi tặng chị. Cứ lâu lâu tặng cho phát, đừng có ngày nào cũng tặng họ bị loạn nha, mà cứ lâu lâu mới tặng, vài ngày tặng, tuần tặng lần đúng không ạ. Thì chúng ta vẫn phải có cái lịch định kỳ để chăm sóc khách hàng. Và tin em đi, chúng ta nâng cấp từ mối quan hệ biết đúng không ạ, nên hiểu, nên thân thiết thì họ mới đồng hành đúng không ạ. Đấy, ok ok chưa chị. Đó, đấy là cái cách mà chúng ta làm tuyệt vời nhất. Và trong cái quy trình viết hiểu tin ấy, thì các chị phải nhớ này, viết là cái quy trình, là cái bước mà chúng ta cho thông tin để đưa ra lời mời á, vào trong Zoom ấy đúng không ạ. Hiểu, chúng ta giúp khách hàng hiểu á, là chúng ta kết nối khách hàng vào Zoom OBP STV để gặp khách hàng đúng không ạ, để cho khách hàng tìm hiểu về sản phẩm đúng không ạ. Tin đó là sau cái bước hiểu rồi thì chúng ta phải xác lập lại niềm tin cho họ, đó là dịch chuyển họ vào trong cái phòng Zoom nhỏ cùng với em Hana, chia sẻ 2111, đó là chúng ta giải đáp cái thắc mắc cho họ, hay là chúng ta chia sẻ về cơ chế trả thưởng cho họ đúng không ạ. Và khi chúng ta làm tốt nhất về biết hiểu tin rồi, mà khi đó khách hàng ok, thì chúng ta tạo ID cho khách hàng và mua hàng khách hàng, và đưa vào cái quy trình đào tạo 5 buổi như này. Còn nếu như khách hàng không đồng ý thì ngay lập tức chúng ta đưa vào chế độ chờ và có cái câu hỏi thòng như vừa xong em Hana hướng dẫn ấy. Đồng ý không ạ? Đấy, và khi họ tin thì họ sẽ dùng và họ làm việc, có kết quả là chuyện đương nhiên. Đúng không chị? Đó, thì đây là các cái bước mà chúng ta cần nghe đi nghe lại.
Bởi vì bước này cực kỳ quan trọng để cho các anh chị biết là mình đang tiếp cận lộ trình này của khách hàng này, họ đang đến lộ trình nào rồi, họ đang ở lộ trình biết mình mới đưa ra lời mời, hay là họ đã bắt đầu vào Zoom họ nghe được một lần rồi, hoặc là họ đã vào họ nghe được về cơ chế rồi mà họ còn đang có một thắc mắc gì đó, thì chúng ta cần phải có lộ trình để chăm sóc khách hàng, hiểu không ạ? Và tự nhiên chúng ta làm công việc này, cô chú chị, tự nhiên chúng ta trở thành cái người mà tử tế lắm luôn á, quan tâm lắm luôn á. Ok không ạ? Đó. Ok, em xin mời chị Trang. Dạ. Vâng. Em thì khi mà em tham gia cái này á, trong đầu em đã chạy là đa cấp rồi. Đấy, nhưng mà sau thời gian cũng như cô Hana nói là khi em tham gia là em tin tưởng ở cô Hana. Với em với một cái suy nghĩ là thôi, mình cứ mua hàng và mình làm đẹp. Em nghe cô Hana nói là cái này nó làm đẹp thì thôi mình cứ mua về làm đẹp, vì em nghĩ là nhiều người cũng mua dùng sản phẩm đa cấp để người ta tăng nội tiết tố nữ, làm đẹp da và làm được nhiều, nhiều cái vấn đề mà cái MD này là nó xử lý rất là nhiều thứ đó. Thì em nói thôi thì mình cứ mua dùng, trước mắt là đẹp cho mình đi đã, rồi á có, nếu mà giới thiệu được ai có tiền thì có, mà không được thì thôi cứ dùng xong liệu trình đẹp đi đã rồi tính, nếu đẹp thì mình làm mình mua tiếp, còn nếu như mà không như ý mình thì thôi coi như đó là số tiền mình đã làm đẹp. Có nhiều, em nói là em vẫn suy nghĩ rằng là có nhiều người á đi spa hoặc là đi tới những chỗ làm đẹp cũng hết mười mấy 20 triệu, nhưng rốt cuộc về cũng không đẹp. Đẹp nhưng chỉ có thời gian thôi, sau đó mình phải đóng vào đó thêm vài triệu nữa để làm nữa thì đẹp tiếp. Đấy, thì em nghĩ là cái này thì cũng gần gần giống như thế, chứ em không biết nhiều như chị Thủy đâu. Em chỉ nói là ờ thôi kệ, cứ mua xài dùng đẹp đi đã rồi tính tiếp. Đấy, nó có được thì có tiền thì mừng, không có tiền thì thôi. À, chứ còn cái cách chạy cây là trong đầu em đang chạy chạy là đa cấp, vì em đã nói như chị nói rồi đó, là em đã vào đa cấp và đã chạy cây giống như thế rồi và đã mất tiền, và bây giờ mà em đi nói với những người thân như qua nói là đừng chơi với người thân nữa. Ngày xưa đi đa cấp là toàn lôi kéo người thân thôi chứ người ngoài ai nghe. Đấy, người trong nhà nghe rồi đến hồi chết cả chùm. Mình thì không vậy, mình chỉ làm theo cái mong muốn của mình là giúp cho người thân kiếm tiền, tại vì nhiều người kiếm tiền đó, chứ mình không phải là mình lừa. Nhưng thật ra khi cái công ty đó người ta đã có ý định sập mà người ta đâu có thông báo cho mình. Đấy, khi người ta sập thì là mình rớt. Đó, chứ không phải là đầu tiên là mình đi lừa người ta. Mà nếu mình biết lừa là không ai lừa người nhà hay là lừa người gì ngoài, không có lừa, mà là mình muốn bản thân mình là muốn giúp cho họ kiếm tiền. Mà họ có tiền thì mình cũng có tiền. Đó, đầu tiên là nghĩ như vậy. Cái em lúc đó em kêu ông chồng em thôi giờ em mắc bán hàng, anh đi đi, anh mời khách với lại anh đi cùng với một người ở tiếng trên, người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Anh chồng em đi 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 đến đó nghe cái anh kia nói chuyện không chứ không có mở lời, xong rồi về hỏi anh ngại nói quá, mình nói ra câu nào giống như câu đó mình đang lừa người ta ấy. Thôi nín luôn cho rồi, mình thấy lừa lừa người ta không nỡ, mình biết là cái này phải lừa người ta, người ta chơi thì mình mới có tiền. Thế là thôi anh chắc là anh không theo được nữa đâu. Thế là về, thế là bây giờ em có làm cái này hay tham gia cái này là em chỉ biết là em làm, em mua, em dùng và cho đẹp. Chứ thôi chứ em không bàn với anh ông xã là tham gia cái gì chỉ cần nói ra là dính cái đó ngay, dính cái ngay cái câu nói của chị Thủy của Anna là đa cấp đó, nên là em không không bàn với người nhà luôn, không nói gì luôn á. Em hồi trước em đi là phải đi về tại đường tài chính không? Em thì đó, em kể chị nghe rồi là cũng mua sản phẩm xong chạy cây cũng tiến trên Công rồi ty nào? xong Công ty nào? hả, Công ty nào đó? công ty Alomat. Alo Mát, nghe tên tuổi gì ta? Nghe công ty Alomat hồi đó ở đây cũng nó cũng cả ngàn người á, từ Củ Chi rồi xuống đông lắm.
xong rồi tới công ty Kiên Mỹ. Kiên Mỹ thì hoạt động có mấy tháng là sập thôi, còn Alamat là hoạt động tới 2-3 năm gì đó. Còn sau này không sập nhưng chuyển qua Toàn Thắng, chuyển qua tên khác, tên gọi khác. Rồi còn trước đó mẹ chồng em có tham gia là cái công ty gì lâu rồi em quên cái tên, tại em không tham gia nên em không nhớ tên. Đó, thì chính thức gia đình nhà em là tham gia 3 công ty, nhưng em thì là 2 công ty. Đó, nên là ý là công ty Toàn Alamat đấy là sập, thì em nghĩ là mình bước vào công ty Kiên Mỹ là đầu, giống giống như là người ta mới mở ra là mình vào luôn, là mình đứng đầu nhánh, mình đầu cây thì mình còn ăn trọn. Bây giờ nó cũng chỉ hoạt động được 3 tháng hay 4 tháng gì đó sập luôn. Thế là từ đó hai chồng thôi thôi mình về ở ẩn. Cũng sản phẩm mỹ phẩm rồi luôn hả em, dinh dưỡng luôn hả? Dạ đúng rồi, cái Rồi. Kiên Mỹ là mỹ phẩm, còn Alomat Toàn Thắng đó là xăm, xăm đông trùng hạ thảo thứ. Rồi. Dạ nên là bây giờ mà nói cái chuyện mà chạy cây gì đó là mà nó cái chương trình này nó giống y chang cái chương trình kia vậy đó, cũng chạy cây nhánh xuống là ai có làm thì có tiền, còn cái người nào mà vô thôi mà không làm đứng đó thì cũng được 1%, 2% của những cái tiếng dưới chạy á, thì mình được ăn hoa hồng là cái giới thiệu đó. Thì em cái em không có phải không rành công nghệ lắm, tại vì hồi thời đó cứ Em dùng tốt. thôi, còn cái người cắm cây cho mình là cái người đó đại diện, giống như cô Hana, em là kiếm khách về là đưa cô Hana tự cắm cây làm sao để em có hoa hồng thôi, còn cô Hana được mấy phần thì được, với kiểu là vậy đó. Kiểu như là mình không có rành về về cái công nghệ thì là mình phải 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 chạy ấy, còn cái người rành công nghệ thì cứ ngồi đó để mà đánh máy là hôm nay em kiếm được 2-3 người khách thì đưa xuống dưới em được bao nhiêu tiền chẳng hạn vậy. Nhưng mà hồi đó em xài sản phẩm ra sao? Em có thử nghiệm sản phẩm không trước khi làm không? Nên thì không có mua về thì uống cả nhà tràn lan đại hải gì chứ tôi không có chỉ dẫn là uống cái này tốt là như thế nào, uống bao nhiêu, đem cho nguyên một bình rượu sâm to đùng kia về để đấy, rồi muốn uống sao đây, uống đem cho mấy thùng đông trùng hạ thảo về để đấy, rồi muốn uống mấy lon mấy hũ, muốn uống sao uống. Không 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 có chỉ dẫn gì. Còn mỹ phẩm á, còn mỹ phẩm thì mình mua một một liệu trình đó, thì là em tính hồi đó không biết sao gan lắm chơi tới mấy trăm triệu đó chứ không phải mấy chục Wow. triệu đâu. Dạ cái Alomat á là chơi tới 365 triệu, nhưng mà Vậy không em không có chơi mà ông anh chồng đứng ra chơi và bỏ tiền ra cho em chơi luôn, thì em nghĩ bụng chắc ăn quá rồi, tại vì người ta dám bỏ tiền ra một ngần ấy tiền là chắc chắn là phải được chứ, tự nhiên cho mình thế, ai ngờ đến hồi sập em phải trả nợ. Tại vì em mượn. Đấy. theo chị nghĩ thì em khi mà em vô nha nhập một công ty ấy, em không tìm hiểu về cái công ty đó là ra đời xuất xứ như thế nào, ra đời bao nhiêu lâu đó. Em á thì đã nói là em không có không hiểu biết nhiều, không xưa giờ là em bán tạp hóa luôn không à, em có ra đời ra ngoài đường không có tham gia cái gì hết, nhưng mà cái chương trình này á là do nhà chồng em chơi, mẹ chồng em chơi, ông anh chồng em là ông làm bác sĩ, em tin tưởng ông anh chồng ông làm bác sĩ rồi ông đi tham gia ông học hỏi rồi ổng chơi nhiều nhánh lắm rồi, ổng có tiền, thời điểm ổng chơi là có nhiều tiền rồi. Cái thời điểm mẹ chồng em chơi là em nói là thôi đa cấp là nó lừa mẹ đó, mẹ đừng chơi. Xong mẹ nói mày cho tao mượn 10 triệu, nó không con có tiền. Ý là em không cho mượn tiền là bà khỏi chơi, ai về bà vẫn chơi. Đó, xong sau này thấy mẹ chồng với ông chồng có nhiều tiền quá ra biểu chơi đi nhiều tiền lắm. Xong rồi không em không chơi, em có tiền. Ông anh nói để đấy tao đóng tiền luôn cho, chỉ có mày lời mày ăn thôi. À. Rồi, ở vậy thôi anh đóng đi. Nghe ngon quá, tại vì mình tham mà nghe thấy tiền nhiều quá, ai có tiền hết, mình không chơi không có tiền chơi theo, anh bỏ tiền anh chơi cho em, nhưng mà đến hồi em chỉ thu về được trăm mấy, được trăm mấy á, thế là còn 200 mấy là em phải trả nợ cho anh, may là em không trả vì 200 mấy, 200 đó là mẹ chồng em chơi trúng á, xong cho chồng em 200 gửi hàng, xong lại rút 200 đó trả qua ông anh chồng, thế là hết.
được mấy ngày ăn chơi thôi chứ không có tiền. không? Nhưng mà sau này mất là mất bên 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 mất bên bên, bên, bên mỹ phẩm á, mất bên mỹ phẩm là khoảng trăm trăm triệu trăm mấy á, chơi 200 mấy nhưng thu về được 100 mấy là mất 100 mấy đó. Thế là Tôm hàng à, người nhà cũng mất người mấy chục mấy chục. tôm hàng là sao mà tới 100 mấy hay 100 mấy vậy? Hồi đó Tôm không có hàng ôm hàng, hồi đó không có ôm hàng, sau này á là nó đưa cho em 5-6 hộp mỹ phẩm á về dùng là mất 100 mấy, tính ra là mười mấy triệu hộp, nhưng mà giá trị của hộp mỹ phẩm đó có 1,2 triệu thôi, nhưng mà bây giờ khi mất mấy chục triệu, mấy cả 100 triệu, hơn 100 triệu thì được mấy hộp mỹ phẩm. nhưng mà sao vô lý nhỉ? Vô lý mua hàng cũng biết mà sản phẩm có mấy hộp mà tiền ra cả đống mà sao lại nghĩ sao mà lại đưa hay dữ nhỉ? Thì đó là cái bài học. Bởi vậy giờ chồng em mà em nói chơi là không đâu, tại vì mình kiến thức hạn hẹp là không không nên đi đu vào những cái người đấy đấy. Xong rồi bây giờ cái này em nhìn thấy là 12 triệu mà mua sản phẩm hết về không âm lại, không giữ, người ta không giữ lại đồng nào, thì đó em mới nói thôi thì mình cứ lấy về mình uống đấy, để làm mình hết của mình rồi, được thì được, không được thì thôi, nó cũng nhẹ đấy. Là em là đầu tiên là em nói uống cái này để cho khỏe, theo em tin tưởng của Hana là uống cái này á là để cho đẹp, là nội tiết tố tốt đó, rồi tất cả các thứ cho tốt cho cơ thể mình trước đó, thì em thôi em cứ dùng là cho tốt mình trước đó. Và em sau này nếu mà tốt như vậy á thì hội phụ chị em phụ nữ á có thể em có thể giới thiệu là uống cái này đẹp da này, uống cái này tốt cho tiết tố nữ của mình nè, đây này này kia, thì em giới thiệu thì người ta, nếu mà người ta cũng giống như em là mê cái khoản đó thì người ta uống. Đầu tiên thì chỉ là uống để cho mình thôi, uống để cho mình thôi, rồi sau đó người ta thấy uống cho mình được rồi thì mình mới nói tiếp tới là chương trình đó là ví dụ như bà mà giới thiệu cho ai đó cũng uống mà đẹp giống mình này nọ các thứ, người ta mua một đơn hàng đi thì mình cũng có được hoa hồng. Em chỉ nói nghĩ là đơn giản vậy thôi, nên những người cái tầng cái kiến thức cỡ như em thì em chỉ nói như vậy thôi, chứ còn nói đến là bà vô làm đi rồi căng nhánh rồi di chia này kia là nghe liền sợ, sợ liền, tại vì khu này giờ cái đó là rất là sợ. Em đang trong đầu em đang suy nghĩ là nếu như mà mình đã dùng tốt đẹp, hôm nay em đang sức kem nè, em cố tình sức ban ngày luôn, em đi ra ngoài kia em bán hàng cố tình sức cho đen lên luôn, mấy người nói sao vậy, sao nay làm gì, em đang dưỡng da đó đó, để cho ta thấy là mình dưỡng cái gì, ta tò mò cái đã. Sau á vài bữa mà em thấy cảm thấy da của em nó mềm hơn nè, xong rồi đó khi nào mà người ta thấy da đẹp, người ta hỏi gì gì dùng gì gì, bắt đầu em nói thì chỉ cần nói là mình đang dùng cái đó và người ta muốn dùng là được, chứ còn khi mà nói dùng đi rồi sau có tiền này nọ là chắc không. Em thấy là chưa chưa ổn. Theo em nghĩ là vậy. Dùng đi mà sao có tiền là đâu có đúng. Dạ. Cái theo của Trang á, thì chị Thủy có cái lời khuyên như thế này. Em đã ra và rơi vào những cái bẫy của những công ty không chính thống, sản phẩm không thật, công ty cũng không ra, không có tên tuổi gì hết trơn. Chị biết nhiều công ty mà toàn công ty nào mà công ty có tên tuổi chứ không phải là giống như những cái công ty như em. Sản phẩm của những cái công ty chị biết là rất là tốt, tốt thật sự tốt luôn á. Còn bên em là nó gọi là sản phẩm thì ít nhưng mà lại nói với cái giá mức đầu tư quá cao thì gọi là sản phẩm không thật. Giống như ngày xưa mà gì công ty Sinh Lợi rồi Sinh Lợi vậy đó. Cái nồi cơm điện bán 10 triệu xong rồi là cái áo ngực là 5 6 triệu vậy đó. Xong rồi cho người ta vô gói rồi mời người rồi lại được thưởng thưởng. Đó là những cái công ty gọi là công ty ma. Còn những cái công ty mà chị đã theo dùng thì sản phẩm là nó là sản phẩm thật. Cho nên khi mà bị vướng rồi á, thì bây giờ vậy nè, em không chia sẻ cơ chế gì hết trơn. Tuyệt đối cơ chế là bỏ qua hàng bên. Thời gian sau đi, từ từ người ta vô, người ta dùng tốt rồi, có người ai thích thì mới chia sẻ cơ chế. Còn bây giờ là dùng sản phẩm tốt, nói với người ta về sản phẩm tốt thôi. Đặc biệt đừng đá động cơ chế, đừng gì hết. Chứ tôi không biết, cái này tôi thấy liệu trình đào thải độc tố nó có khác lạ những cái dinh dưỡng khác.
và dùng tốt thôi, và mình cảm nhận cơ thể hoặc là những cái gì gia đình mình xài, mình nói thật thật về sản phẩm đó thôi, và mình chia sẻ bằng cái thực, thì lúc đó cái thực của mình đó, mà sản phẩm nó có kết quả, nó rất là nội lực, và mình chỉ cần nói bấy nhiêu đó thôi là nó lan tỏa cho khách mình, người tiêu dùng trước đó đã. Rồi sau đó khi quên trình người tiêu dùng rồi á, thì mình sẽ sàng lọc được khách hàng cần kinh doanh thì mình mới đề cập tới. Chứ của em mà bây giờ mà em đã bị rơi vào những công ty kia rồi, mẹ em mời vào kinh doanh là rồi xong xác luôn, tuyệt đối. Tại vì em, người ta sẽ mất tin tưởng em, là mất như đó là sao, nhưng sản phẩm tốt dùng người ta có thể dùng được. Nếu sản phẩm đúng tốt là người ta dùng, ta không nghĩ gì tới kinh doanh đó. Nhưng mà khi tốt rồi á, cái kinh doanh chỉ là chia sẻ sản phẩm, thì người ta nghĩ ồ thì tụi mình uống thời gian giờ mình uống mình thấy tốt rồi. Còn việc chia sẻ đơn giản quá thì lúc này cái ác cảm về về những gì của trước của em nó bị mất. Còn bây giờ em tuyệt đối của em là kể người thân lẫn người ngoài, em đừng bao giờ mà chia sẻ cơ chế. Thứ nhất là cơ chế em không rành, thứ hai nữa em đã từng va vấp, nếu em rành về cơ chế thì người ta sẽ quay lại, ủa mà rành cơ chế mày ngon vậy sao mấy đợt trước mày ABC mày mất cả đống vậy, à bây giờ mày nói cho hay rồi đấy là bị vướng tiếp. Cho nên đó, của em là bây giờ là dùng đi, xong chia sẻ về cái tốt về sản phẩm thôi, đặc biệt không có lăn tăn về cơ chế gì trơn trọi. Ủa bác Bác Trọng, Bác Trọng sao tắt cam, Bác Trọng ơi, Bác Rồi. Trọng ngủ nãy giờ, Bác Trọng tắt cam không thấy mặt bác đâu. Ừ, Đây. sao nãy giờ tắt cam. Dạ. Trong quá trình là của Bác Trọng thì Bác Trọng thấy có cái vướng về vấn đề gì cần cần khắc phục hay là cần những cái gì thì nói chia sẻ để tụi con biết. Dạ. Vấn đề của bác ấy thì nói chung là